Kính diệt trừ phiền dân đây là những điều tôi đã được nghe hồi Phật còn cư trú ở tu viện cấm dừng tháng lâm tại thành sẽ về hôm nay tôn giả sẽ lời Phật nói với các vị khất sĩ này cái bạn đồng tu hôm nay tôi muốn chia sẻ với các về năm thương pháp diện trừ phiền dần xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm cái vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe tôn giả sẽ lời Phật năm phương pháp diện trừ phiền dần ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất này các bạn đồng tu nghe nếu có một ai đó mà hành động không dễ nhưng lời nói lại dễ thương nghe thì nếu là kẻ trí mà mình lời xin tâm vì dẫn người đó thì mình phải nên biết cách quan chiêu để trì bỏ cái phiền dẫn ấy đi. Ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A-lan nhé mà kỳ vân tảo một hôm đi qua một đống rác bận có phân nước tiểu nước mù và kén thứ giờ dài ghé trông thấy một tấm còn lành lặn vì ấy dùng tay trái cầm miệng vái lên mà lấy tay phải căng nó ra thấy miệng vái chưa bị ra tuôn mẹ cũng không bị phân nước tiểu nước mù mẹ kẻ bận gan dính vào vì ấy liền xếp miếng vải lại cần lấy đem về nhà để giặt sạch và mấy chúng ơi kẻ tấm vải kẻ làm y phân tảo cũng như thế không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương nghe thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy để có thể trừ sự phiền dân của mình. Người có trí phải nên thượng tâm như vậy. Đây là phương pháp thứ hai này các bạn đồng
một ngày đó mẹ lại nói không dễ thương như hành động lại dễ thương. Thì nếu là cái trí mẹ mình đòi xin tâm viện dân người đó thì mình phải nên biết cách quan chiếu để trì mọi cái phiền dân ấy đi bi về các thôn xóm không xa. Có một hồ nước sâu như mặt nước lại bị rêu cỏ che lớp. Lúc bây giờ có một người đi tới gần hồ tự tôn đang bị giữ đôi kép và nông bước hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ nhảy rướn dùng hai cánh tay khoác rêu cỏ ra và khoan khoái mang tình tâm ría và uống nước men dưới hồ. Cũng như thế này các bạn, khi có một người mẹ lại nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương nghe thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi để có thể giữ trừ sự phiền dân của mình. Người có trí phải nên thương tập như vậy. Đây là vương quán thứ ba này cái bàn đồng tu. Nếu có một ngày đó mẹ hành động không dễ thương lại nói không dễ thương nghe trong tâm vẫn còn có chung dễ thương thì nếu là kỳ trí mà mình lại xin tâm vì giận người đó thì mình phải nên tìm cách quay chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Ví như có một người đi tới một ngã tư kia kiện sức khen nương thiếu thốn nông bước và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu trong ấy còn đông lại một ít nước mưa. Vị này nghĩ mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lấy cây để lấy thì ta sẽ có thể quấy cho nó đục ngầu lên và sẽ không muốn được nghe, do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nương thiếu thốn nông bước và vì muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống tay và đầu gối em sẽ được dùng miệng mày uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống tay và đầu gối em sẽ được đưa miệng
vàng lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy này các bạn, khi thấy một ngày đó mà hành động không dễ thương nghe và lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chung sự dễ thương nghe thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động. Và lời nói không dễ thương của người ấy mà hãy nên chú ý tới cái chút sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi, để có thể giữ trừ đường sư vì giận của mình. Người có tri phải nên thực tập như vậy, đây là phương pháp thứ tư. Này các bạn đồng tu, nếu có một ngày đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nghi mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm vì giận kẻ đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Vì như có một kẻ đi xe trên con đường dài, nửa đường bị bệnh cũng đốn heo, cô độc không bạn đồng hành. Thôn xưa phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc chữa trị và chu toàn cho về cái mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn, sợ gì người kia thoát nạn. Đó là nhờ ở lòng thương xót và lòng mừng của người này cũng như thế này các bạn. Thì thay một ngày đó mà hành động không dễ thương, lại nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương ít, thì ta phải qua khỏi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương nghe, lại nói không dễ thương nghe mà tâm nghi cũng không dễ thương, là một người rất đau khổ. Người này chẳng chẳng đang đi về những nẻo đường sâu cực kỳ. Nếu không gặp đường thiện tri thức thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc.
nghĩ như thế ta mở được lòng thương xót và lần mất diệt trừ đương sư viền dẫn của ta, và giúp được cho kẻ kia người có tri phải nên thực tập như thế. Đây là phương pháp tư năm nghi này cái bàn đồng tôi, nếu có một ngày đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương nghe mà tâm nghi cũng dễ thương nghe, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó thì mình phải nên tìm cách quan chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Vì như cách ngoài thôn sớm không xe có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đá trong lại ngọt đáy hồ sâu mà bằng phẳng bờ hồ đầy đặn có xanh mọc xé quanh hồ. Bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mê, có một kia kia đi tới bên hồ. Kháng nước vì muôn nông bức mồ hôi nhí nhại, người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống y hoàng phái mặn tình tâm rửa và uống nước nghe to cả những nông bức cạn nước, và vì muốn của mình đồng đời tiêu tan hết. Cũng vậy này các bạn, khi thấy một người mà hành động dễ thương, nghe lời nói dễ thương mà tâm địa cũng dễ thương nghe, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mật thân khẩu và ý, mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì mình thật không phải là người có trí huệ. Này các bạn đồng tu, nghe tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp diệt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe tôn giả xa lợi Phật nói, các vị cư sĩ vui lòng chấp nhận và hành trì theo. Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát, Nam mô Kỳ Viên Ngồi Thượng Vân Bồ Tát.